Hòa Minzy bật khóc thừa nhận mệt mỏi sau nhiều biến cố trong cuộc sống. Trong tập 14 chương trình Biển của Hy vọng lên sóng vào tối ngày 16 tháng 3, Hòa Minzy bất ngờ bật khóc, gửi lời xin lỗi khiến những người tham gia chương trình và khán giả nghẹn ngào. Trong phần tâm sự trước khi kết thúc tập này, Hòa Minzy trải lòng về việc cô mệt mỏi, không kiểm soát được cảm xúc dù bản thân là người chịu đựng rất giỏi. Theo đó, Hòa Minzy khóc nức nở, mắt đỏ hoe khi chia sẻ với các đồng nghiệp cùng khán giả về cảm xúc hiện tại của bản thân. Em chưa bao giờ gặp một tình trạng như thế này trong cuộc đời. Thật sự em đang rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã phải trải qua, nhưng không hiểu sao, sau một năm thì đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi nhiều như thế. Em bỗng dưng trở nên là một người khó kiểm soát cảm xúc. Em tham gia đợt này, em thấy mình làm trì trệ rất nhiều công việc của ekip. Em xin lỗi mọi người, những ai mà em có thái độ, lời nói hoặc hành động chưa được tốt. Mẹ bỉm một con cho biết đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chia sẻ những điều này trên chương trình. Hòa Minzy thừa nhận đang chưa thể chữa lành cho chính mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả cùng ekip. Em là một người chịu đựng rất giỏi, nhưng đến bây giờ nó bộc phát ra và em không tìm được cách để chữa nó. Mặc dù chương trình mình để chữa lành, em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói những điều này hay không. Mình cố gắng chữa lành cho khán giả, nhưng bản thân lại không chữa được cho mình. Em thấy thật sự không xứng đáng với vai trò dàn cast chính. Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em xin lỗi nếu sau đó không thể tham gia với mọi người. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy bày tỏ thêm, những điều tồi tệ nhất cũng trải qua rồi, mà sao vẫn có những giây phút yếu lòng đến thế. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên và mong cho Hòa Minzy sớm lấy lại được năng lượng vui vẻ, tích cực như trước kia. Đặc biệt, khi một khán giả nhắn nhủ, mọi chuyện qua rồi chị ạ, nhìn coupon để thấy mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người. Hòa Minzy liền đáp lại, chị vẫn hạnh phúc mà, để trấn an dân tình. Vào thời điểm cách đây một năm, tức khoảng tháng 2 năm 2022, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải đồng loạt xác nhận đã chia tay sau nửa thập kỷ gắn bó. Sau tan vỡ, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm làm mẹ đơn thân để chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Ngoài công việc, đa phần quỹ thời gian của Hòa Minzy đều dành cho nhóc tì. Nữ ca sĩ cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con với công chúng. Hồi tháng 6 năm 2022, Hòa Minzy cũng thẳng thắn phản hồi về việc tái hợp với người cũ. Tôi và anh Hải thực sự đã không thể quay lại với nhau nữa, cho nên việc ai trong mỗi người có một mối quan hệ mới là điều bình thường. Tôi cũng xác nhận mối quan hệ mới không xuất hiện khi hai đứa còn yêu nhau, không có người thứ ba nào hết. Duy nhất giữa tôi và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc bò, nên việc giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay là để con nhìn vào nữa. Nếu có nói chuyện cũng chỉ là về con, và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi. Khi được hỏi về việc tìm tình yêu mới sau biến cố tình cảm, Hòa Minzy tiết lộ, giờ thì sớm quá, em đang bận, không có thời gian, bên con còn không đủ, chắc vài năm nữa đi ạ. Không chỉ thế, mẹ đơn thân còn mong bản thân sẽ được diện váy cưới trong tương lai. Hy vọng sẽ được mặc một lần, rồi hạnh phúc cả một đời.